Bạn vào xem đi. Nhiều mật phết. Hôm trước ông xem ông ngoài kìa. Con chạy qua cái bị con ông đốt luôn. Đốt qua tài. Mà bây giờ con biết đấy. Con bị đốt. Anh em bắt ong cuối lên vụ nha. Ăn ong cho miếng. Ăn đi. Đặt lấy cái mâm. Quên câu bà kia rồi. Đây mâm đây. Không cần. Chú cũng sợ đốt lắm đấy. Nhưng mà đốt thì sưng lắm đấy. Thế trông cái lông ở bên ngoài nó gạt với công con gà. Chị chú lấy tớt rồi đây. Đây. Bỏ hẳn ra ngoài này cũng nhà. Đưa cái mâm rồi. Quyết định ném mâm. Nhanh chân đi. Đây. Mưa. Đẩy hương vào. Chúa đấy. Cái gì? Con được hay con ăn cái? Được. Ừ. Ê, được đây, mắt không có đốt đâu. Thank you.
Để đấy nhấc rơi luôn. Để hẳn trong. Để đấy sao được. Rơi luôn. Con này toàn ong cái rồi. Mà được không? Được mà. Mày quý chân bạn nó tạp cho bạn bận mấy. Để xem nhau. Ờ con cái này. Dạ, ừ, anh lấy đây đấy, con tiên gia nó đang đốt đấy. Bắt đầu ấy đấy. Nhấc ông nhấc hẳn ra ngoài nhà này để đấy. Rồi trước nãy ở lồng chéo hỡ rồi này nó nhắm mật đấy hay bị gãy. Cái đấy không buồn mặt này là dưới lo cắt mặt còn mặt không ui.